Ha ha ha, ông trùm quái vật của chúng ta sắp ra đời rồi. Việc của chúng ta bây giờ là tìm ra những quái vật Oroku đang sống trên trái đất, ban cho chúng sức mạnh để bọn chúng đi tiêu diệt loài người. Đến khi ông trùm quái vật ra đời thì ông ấy sẽ thống trị trái đất này. Nhìn kìa, ta vừa phát hiện ra một quái vật Oroku mới. Ta muốn tiêu diệt loài người, chỉ có điều ta quá nhỏ bé và yếu đuối. Ha ha ha, bọn ta sẽ giúp ngươi. Đây là loại thuốc quái vật. Sau khi ngươi uống vào, ngươi sẽ trở lên to lớn và có một sức mạnh hủy diệt. Vậy sao? Đưa đây cho ta. Quả nhiên, loại thuốc này thật là công hiệu. Ta đã trở lên to lớn và mạnh lên gấp bội. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt toàn bộ loài người. Không hiểu sao dạo này bọn quái vật Oroku ngày càng to lớn và mạnh hơn. Đúng vậy, tớ cũng đã thắc mắc, không biết kẻ nào đã ban cho bọn chúng sức mạnh to lớn như vậy. Nói vậy thì có nghĩa là vẫn còn một thế lực bí ẩn khác đằng sau những quái vật Oroku này. Bọn chúng không chỉ rất mạnh mà còn rất thông minh nữa. À đúng rồi, tại sao không thấy Gao đỏ Suga tới họp vậy? Thơ Nguyễn, cậu đã thông báo cho cậu ấy là hôm nay có buổi họp chưa vậy? Mình đã thông báo cho cậu ấy rồi mà. À, cậu ấy tới rồi kìa. Suga, hôm nay chúng ta có buổi họp quan trọng để tìm ra cách tiêu diệt đám quái vật Oroku. Tại sao cậu lại đến trễ vậy? Thực ra là tớ định không tới đâu. Tớ không hề muốn làm hại bất kỳ ai, kể cả quái vật. Hôm nay tớ tới đây là muốn báo cho các bạn tớ đã tìm ra một cách mà không cần phải đánh nhau vẫn có thể ngăn cản được quái vật. Cậu nói thật sao? Đó là cách gì vậy? Tớ có khả năng đặc biệt có thể đọc được suy nghĩ và nói chuyện với muôn loài. Tớ sẽ tới và nói chuyện với đám quái vật Oroku, sau đó khuyên bọn chúng đầu hàng. Như vậy, con người và quái vật có thể sống với nhau một cách hòa bình mà không cần phải đánh nhau nữa. Không được đâu Suga, đối với bọn quái vật thì không thể nào khuyên bảo được đâu. Đối với bọn chúng, chúng ta phải ngay lập tức tiêu diệt mà không cần phải hỏi lý do. Tớ phản đối kế hoạch này. Tớ cũng vậy. Tớ cũng phản đối. Khoan đã các bạn ấy bỏ đi rồi. Tớ đã nói gì sai sao? Cậu không nói gì sai hết. Ban đầu khi mới gia nhập nhóm siêu nhân Gao, ai cũng nghĩ giống như cậu. Nhưng sau đó, mọi người đều đi đến một kết luận. Đó là đối với bọn quái vật Oroku thì phải ngay lập tức tiêu diệt mà không cần phải hỏi lý do. Bởi vì đối với bọn chúng, giết người chỉ như là một thú vui. Tớ không tin. Tớ có khả năng nhìn thấu trái tim của muôn loài. Tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Tớ sẽ khuyên quái vật đầu hàng mà không cần phải dùng tới vũ lực. À, có tín hiệu quái vật. Bây giờ tớ sẽ đi khuyên nó đầu hàng. Khoan đã Suga, chờ mình với. Các bạn ơi, Suga và Thơ Nguyễn đã tới đó trước rồi. Tại sao bọn họ không chờ chúng ta chứ? Không xong rồi, nếu Suga vẫn giữ ý định khuyên quái vật đầu hàng thì cậu ấy chết chắc. Đừng lo lắng quá. Có Gao trắng Thơ Nguyễn đi cùng cậu ấy rồi mà. Mình nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải mau tới đó thôi. Xin bạn quay vật hãy dừng tay lại. Mình chỉ muốn nói chuyện thôi. Xin bạn hãy đầu hàng đi. Bọn mình không hề muốn làm hại ai cả, kể cả những quay vật Oroku như bạn. Ha ha ha, đầu hàng sao? Không bao giờ. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử lắng nghe trái tim của bạn quái vật xem sao. Tại sao không nghe thấy gì cả? Chẳng lẽ lũ quái vật này không hề có trái tim sao? Có thật là các ngươi xem việc giết người như là một niềm vui không? Ha ha ha, bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Hãy chết đi. Hãy cẩn thận Suga. Thơ Nguyễn, bạn có sao không? Luồng điện Gao. Ha ha ha, quá muộn rồi. Hãy xem đây, hay à. Trời ơi, mình thật là ngu ngốc khi không nghe lời khuyên của các bạn. Hôm nay mình phải chết ở đây sao? Mau dừng tay lại ngay con vật kia. Ai cho phép mày dám động đến bạn của tao? À, các bạn đã tới rồi sao? Đúng vậy, bọn tớ đã tới rồi đây. Cậu đã nhận ra điều gì chưa? Tớ đã nhận ra rồi. Bọn quái vật không hề có trái tim. Bọn chúng xem việc giết người như chỉ là một thú vui của bọn chúng. Đối với bọn quái vật Oroku, chúng ta phải ngay lập tức tiêu diệt mà không cần phải hỏi lý do. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Luồng điện Gao biến hình. Gao đỏ vua sư tử, Gao vàng vua đại bàng, Gao xanh vua cá mập, Gao đen vua bò rừng, Gao trắng lữ vương hổ trắng. Hay da! Hay quá, chúng ta chiến thắng rồi. Ha ha ha, các ngươi giỏi lắm. Có thể tiêu diệt được một con quái vật Oroku mạnh như vậy. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa chiến thắng đâu. Hãy xem bọn ta đây. Hả, là một con quái vật Oroku khổng lồ sao? Có phải chính các ngươi là những kẻ đã làm cho những con quái vật Oroku này càng ngày càng trở nên to lớn và mạnh lên đúng không? Rốt cuộc các ngươi là ai? Ha ha ha, kể ra thì các ngươi cũng khá là thông minh đấy. Bọn ta chính là hai hộ pháp của chú tể quái vật sẽ thống trị trái đất này. Dù sao các ngươi cũng sẽ chết, cho nên bọn ta mới nói cho các ngươi biết điều này. Các ngươi đừng có làm mơ, bọn ta sẽ không để các ngươi đạt được mục đích đâu. Ha ha ha, thật vậy sao? Quái vật Oroku, hãy tiêu diệt bọn chúng đi. Được, hãy xem ta đây. Hay à. Các bạn ơi, không ổn rồi. Sau khi biến thành khổng lồ, sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp bội. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Phải làm thế nào bây giờ? Các bạn hãy nghe tớ nói. Chúng ta là những siêu nhân Gao, đại diện cho sức mạnh của môn thú. Những thanh kiếm triệu hồi siêu thú của chúng ta có thể triệu hồi được những Gao vương. Và những Gao vương khi hợp nhất lại với nhau sẽ tạo ra Gao vua, sức mạnh vô địch. Đúng vậy, chúng ta hãy mau triệu hồi những Gao vương. Triệu hồi Gao vương sư tử, triệu hồi Gao vương đại bàng, triệu hồi Gao vương cá mập, triệu hồi Gao vương bò rừng, triệu hồi Gao vương hổ trắng. Năm Gao vương kết hợp, Gao vua. Sức mạnh tổng lực tấn công. Hay à. Trời ơi, không thể nào. Tại sao bọn chúng lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy được? Bây giờ tới lượt hai tên hộ pháp các ngươi. Ha ha ha, bọn ta là những hộ pháp siêu cấp. Nhiệm vụ của bọn ta là bảo vệ chúa tể quái vật. Các ngươi chưa xứng để đấu với bọn ta đâu. Bọn ta sẽ còn quay trở lại với những quái vật Oroku mạnh hơn cấp bội. Chúng ta đi thôi. Hừ, bọn chúng chạy mất rồi. Tức quá đi mất. Bọn chúng chỉ được cái lối khoác thôi. Chúng ta hãy mau đuổi theo bọn chúng. Khoan đã Tiểu Bảo Bảo, bọn chúng không hề lối khoác đâu. Bọn chúng rất là mạnh đấy. Việc của chúng ta bây giờ cần làm đó là phải chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe và trở nên mạnh hơn để có thể đối đầu với bất cứ kẻ thù nào. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.